Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết hôm nay trên khu vực tỉnh phổ biến là nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, tiết trời mát mẻ dễ chịu. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 28 cho đến 29 độ, còn độ ẩm dao động trong khoảng từ 75 cho đến 85%. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to, kèm theo dông lốc, sét. Một mối nguy hiểm khác cần cảnh giác trong đợt mưa lần này, đó là lũ quét và sạt lở đất vùng núi. Sạt lở và lũ quét ập đến rất nhanh, bất ngờ và lại thường xảy ra vào ban đêm, nguy hiểm đến tính mạng, con người và tài sản. Nếu thấy có bất thường thì bà con cần nhanh chóng di tản ngay đến nơi cao giáo hơn. Còn bây giờ thì bản tin sẽ được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 30 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.